Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, dòng iPhone 15 giá rẻ liệu có đáng mua? Theo dự báo của nhà phân tích Zepu, dòng iPhone 15 sẽ bao gồm 4 model. Tuy nhiên, hai mẫu giá rẻ là iPhone 15 và 15 Plus sẽ tiếp tục sử dụng màn hình 60Hz và không hỗ trợ tần số quét cao LTPO 120Hz. Điều này khiến nhiều người hoài nghi về giá trị của hai mẫu máy này so với thế hệ tiền nhiệm. Trong khi đó, dòng Pro tiếp tục sử dụng công nghệ ProMotion với tốc độ làm mới từ 1 đến 120Hz một cách mượt mà. Bù lại thì toàn bộ dòng iPhone 15 sẽ sử dụng màn hình Dynamic Island, chất liệu màn hình Samsung M12 và độ sáng lên tới 1.500 nit. Về hiệu năng, iPhone 15 và 15 Plus được trang bị chip A16, trong khi dòng iPhone 15 Pro được nâng cấp lên chip A17 thế hệ mới. Đối với camera, toàn bộ dòng iPhone 15 sử dụng camera chính 48 chấm và lần đầu tiên trang bị ống kính tele và ống kính tiềm vọng. Tuy nhiên, giá bán của dòng iPhone 15 sẽ tăng. iPhone 15 Pro Max có thể được bán với mức giá khởi điểm là $1,299, trở thành chiếc iPhone đắt nhất từ trước đến nay. Nhìn chung, người tiêu dùng nên mua những mẫu Pro nếu kinh tế cho phép, bởi phiên bản tiêu chuẩn và Plus thực sự là không có nâng cấp quá nhiều. Tin tức tiếp theo, dò dỉ sơ đồ Xiaomi 14. Mới đây, sơ đồ thiết kế của mẫu flagship tiếp theo Xiaomi 14 bất ngờ được chia sẻ, hé lộ nhiều thông tin thú vị về chiếc máy này. Xiaomi 14 sẽ có màn hình phẳng, viền mỏng và sử dụng thiết kế đục lỗ để chứa camera selfie, trông tương tự mẫu máy tiền nhiệm Xiaomi 13. Ở mặt sau, Xiaomi 14 sẽ có module camera hình vuông giống thế hệ tiền nhiệm, nhưng với các đường cắt lớn hơn cho cảm biến camera chính và máy ảnh tele. Các phần còn lại có thể dành cho cảm biến góc siêu rộng và đèn flash LED hỗ trợ chụp ảnh chiếu sáng. Theo thông tin dò dỉ trước đó, Xiaomi 14 được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 3 và pin 4860 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây 50W. Trong khi đó, phiên bản Pro dự kiến sẽ sử dụng cùng con chip, pin 5000, sạc nhanh có dây lên tới 120W cùng sạc không dây 50W. Hiện tại, Xiaomi 14 dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, Honor Magic V2 sắp ra mắt. Chiếc điện thoại gập Honor Magic V2 sẽ ra mắt vào ngày hôm nay và những hình ảnh thực tế rõ nét đã được hé lộ trên trang Weibo. Thiết bị sẽ có hai phiên bản màu sắc độc đáo là xanh dương và đen với thiết kế mỏng và trọng lượng nhẹ. Magic V2 hứa hẹn trở thành một trong những chiếc smartphone gập mỏng nhất hiện nay. Màn hình phụ của thiết bị có viền siêu mỏng, phần khuyết đục lỗ dành cho camera mặt trước và tấm nền uốn cong ấn tượng. Các hình ảnh bên hông tiết lộ 3 cảm biến camera phía sau, camera chính sở hữu ống kính 25mm và khẩu độ f/1.9. Màn hình chính được trang bị công nghệ LTPO AMOLED, hỗ trợ làm mờ PWM tần số cao và tần số quét vượt trội so với thế hệ trước. Honor Magic V2 dự kiến ra mắt với hai phiên bản, một sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 2, RAM 16GB và bộ nhớ lưu trữ 512GB và một phiên bản giá phải chăng hơn, sử dụng con chip kém hơn một chút là 8+Gen 1, pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh công suất 50W. Mức giá của cả hai chiếc máy này thì chưa được tiết lộ, tuy nhiên nó sẽ thấp hơn mặt bằng chung của thị trường smartphone gập. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.